Công việc của anh là sắp xếp nhận hàng thiết bị y tế, hàng mỹ phẩm vào kho DKSH và kiểm hàng có đạt 100% trước khi hàng nhập hệ thống. Thì anh cố gắng nâng niu để đem đến cái giá trị thực tế cốt lõi, đó là đem tới sức khỏe cho người tiêu dùng. Có những thời điểm ví dụ như là ba tờ chỗ vừa rồi ấy, mùa Covid ấy, anh phải ở trong công ty, mà lúc đó vợ anh thì có bầu gần sinh, nhưng mà mình cũng phải cố gắng mình chia sẻ, cố gắng để đóng góp cho công ty, và mình chia sẻ nhiều để vợ hiểu được chuyện đó. Cảm ơn Phụng đã luôn tận tụy và nỗ lực hết mình. Xuất phát từ một nhân viên dán nhãn cần cù, chăm chỉ, Phụng trở thành một quản lý nhóm đầy trách nhiệm và là tấm gương sáng cho tất cả thành viên trong nhóm của chính mình. Không chỉ có một quản lý có tâm, có tầm, Phụng còn là một người chồng, người cha, trách nhiệm của gia đình. Qua đây, anh cũng muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình Phụng đã luôn thấu hiểu và hỗ trợ công việc của Phụng, giúp Phụng có thể toàn tâm, toàn ý, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng triệu người Việt theo cách của riêng mình.